Thưa quý vị, tôi đang lấy nước từ sông Tô Lịch đổ vào hệ thống lọc nước. Bây giờ tôi đã có một ly nước trong và không có mùi vị. Để kiểm chứng việc này, nhóm phóng viên mời một số người dân uống thử và cảm nhận. Như nước lọc bình thường. Thì mát hơn, lạnh hơn. Không cảm nhận thấy là nó là cái mùi của hôi thối của sông hay như nào cả. Vậy đâu là giải pháp tạo nên điều kỳ diệu? Bí mật nằm ở chiếc máy lọc nước này, một sản phẩm của thầy và trò Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Máy hoạt động dựa trên 3 hệ thống: công nghệ hấp thụ chọn lọc, công nghệ xử lý amoni, các chất hữu cơ và công nghệ diệt khuẩn bằng nano bạc. Máy lọc nước có thể tái tạo gần 10 lít nước tinh khiết sau 1 giờ đồng hồ lọc. Thì cái nano bạc là cái nó diệt khuẩn cực kỳ là tốt, cho nên là nó có thể là diệt được hết tất cả các loại vi khuẩn mà có trong cái loại nước bẩn, kể cả những các cái ta gọi là cái ký sinh trùng. Niềm vui đã đến cùng gia đình bà Hoa và 26 hộ dân đang ngụ tại xóm Liều giữa bãi sông Hồng khi được thầy trò Đại học Quốc gia trao tặng hai máy lọc nước. 2 năm trước đây, vì sống lênh đênh trên những chiếc bè nổi nên họ thường uống trực tiếp nước sông Hồng không đảm bảo vệ sinh. Vui sao khi bây giờ bà con đã có nước sạch để uống. Có cái này thì không bị đau bụng, không bị tiêu chảy nữa. Trước đây thì bị à? Trước đây thì bị. Hiện nay, máy lọc nước này do thầy trò khoa hóa học trường Đại học Tổng hợp, Đại học Quốc gia Hà Nội đã được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng chứng nhận đạt tiêu chuẩn nước đóng chai. Trao đổi với phóng viên, nhóm tác giả cho biết sắp tới sẽ chế tạo loại máy lọc nước mini theo dạng cầm tay, phục vụ cho những người thường xuyên di chuyển hoặc đi du lịch. Hy vọng là với những phát minh sáng chế như của thầy và trò trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, vấn đề nước bẩn, nước ô nhiễm sẽ được giải quyết đáng kể cùng với sự chung tay của cả xã hội.